Các bạn thân mến, hiện nay là mình đang cầm trên tay là chiếc ốp lưng hiệu Ibaki dành cho chiếc điện thoại Huawei HANA 4C. Đây là một trong những chiếc điện thoại của Huawei vừa được phân phối trong thời gian gần đây tại thị trường nước ta. Và đây là chiếc ốp lưng đến từ một nhà sản xuất khá là lắm. Đó là nhà sản xuất Ibaki, một cái hãng mới vừa nổi lên trong thời gian gần đây, chuyên sản xuất các loại ốp lưng chống sốc. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem cái sản phẩm bên trong. Đây là chiếc ốp lưng hiệu Ibaki chống sốc được dành riêng cho chiếc điện thoại Huawei HANA 4C của chúng ta, được làm hoàn toàn bằng chất liệu silicon, do đó thì các bạn cầm trên tay nó có cảm giác khá là dẻo. Và cái bề mặt sau nó được thiết kế rất là đặc biệt, nó rất là nịnh tay và được phủ một cái lớp vân sần như thế này. Mình sẽ zoom gần cho các bạn xem cho nó rõ hơn. Đây, cái lớp vân sần li ti như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta cầm bám tay hơn, và đặc biệt là dùng lâu thì nó không có bị hấp cái hơi mồ hôi lại trong giữa cái lòng bàn tay với lại cái bề mặt của cái ốp lưng phía sau. Đây là chiếc ốp lưng, nó được làm từ hai cái bộ phận, ráp lại từ hai bộ phận. Thứ nhất là chúng ta có một chiếc viền silicon, nó là cái nhựa cứng ở phía mặt ngoài chạy xung quanh cái thân ốp. Và thứ hai là chúng ta có một cái lớp ốp chính bằng silicon phía trong. Và với cái chất liệu silicon này thì nó sẽ giúp cho chiếc máy của chúng ta được bảo vệ êm ái hơn, và đặc biệt là an toàn hơn khi chúng ta làm rơi hoặc là va đập vào các bề mặt cứng khác. Và đây là cái mặt bên trong cũng khá là lạ mắt, như cái hình da rắn vậy, nó từ những cái ô kẽ li ti như cái hình vảy rắn của chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta để ý một chút xíu thì cái mặt sau này, ngay chỗ cái vị trí camera, các bạn thấy nó làm lồi lên một chút xíu. Đây là nhà sản xuất rất là tinh ý khi mà nó làm cao lên một chút xíu để giúp cho chiếc camera của chúng ta nó an toàn hơn khi chúng ta đặt xuống mặt bàn, tức là nó sẽ không có chạm cái camera chúng ta vào mặt bàn và hạn chế trầy xước camera của chúng ta. Và phía dưới thì chúng ta có một cái thương hiệu Ibaki được in bóng như vị trí dưới này, khá là nổi bật. Và dành riêng cho chiếc Honda 4C thì các bạn thấy là nó những chi tiết chừa ra nó hoàn toàn chính xác của chiếc máy chúng ta. Như ở phía cạnh dưới đấy thì chúng ta có cái phần chừa ra cho loa, micro thoại và cái phần chân sạc. Ở phía bên phải thì chúng ta có trên cái phần cạnh viền thì chúng ta có cái nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn được làm nổi lên và mạ như là kim loại rất là đẹp ở đây. Thì việc làm cái nút nổi lên này nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hơn trong quá trình chúng ta sử dụng máy. Bây giờ mình sẽ tháo bung cái viền với lại cái ốp ra cho các bạn xem. Đây, chúng ta có hai thành phần như thế này. Với cái viền này thì giúp cho chiếc ốp trở nên cứng cáp hơn và ôm đều hơn xung quanh cái viền máy của chúng ta, giúp cho việc gắn chiếc máy vào nó sẽ đẹp hơn. Đây là chiếc ốp chính bên trong, khá là dày bằng silicon. Thì ngoài cái màu xanh nhớt này, hơi đậm đậm này, thì chúng ta có một cái màu khác nữa khá giống màu máy, đó là chính là cái màu viền gold như thế này. Và cái ốp bên trong thì nó vẫn là màu đen. Các bạn thân mến, phần giới thiệu chiếc ốp Ibaki chống sốc dành cho chiếc điện thoại Huawei HANA 4C do đồ chơi di động.com phân phối đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.